ba biết thơ ngân nga những câu la la. Từ sớm đến tối mai mê vui chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo mưa rơi, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to, sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhầm nhau, còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới kêu con. Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus, hai dàn lạnh độc lập linh hoạt chuyển đổi trọn vị tươi ngon. Tỷ hai, mẹ con biết con hư lắm. Không có nhầm. Nè, từ từ. Người ta nói đàn ông may mắn nhất khi là tình đầu của một cô gái, còn người phụ nữ may mắn nhất khi là tình cuối của người đàn ông. Bà muốn giết tôi hả? Bà để cho tôi cái số nợ tôi mang, bây giờ không biết tính sao. Bây giờ đứng đây làm ma rồi, nhát khách đi hết rồi, lấy gì tôi kiếm tiền tôi trả nợ đây? Em xin lỗi chồng, em không có cố ý. Cố ý, cố ý gì? Thật sự cái số nợ bây giờ bà mang về cho tôi đây nè, tôi không biết cách nào tôi trả nữa đó. Chồng ơi, bây giờ chuyện nó cũng dở lỡ hết rồi. Ông ấy bây giờ mình đi dây chỗ khác mình trả đi chồng. Bây giờ chồng cứ đi dây đi, tiền đứng tiền ngồi, không ấy dây tiền nằm cũng được. Bà, chồng đừng có giận mà. Ông ấy, ông ấy để em tính cách khác, hay là em đi bán thận. Cái đó là cái cách giải quyết trả nợ của bà đó hả? Tại sao bà không nói bà bán thận tôi luôn đi? Anh đâu có biết đâu, là em ở bên đó em cực khổ lắm chứ bộ. Một ngày làm 12 tiếng, làm toàn là công chuyện nặng nhọc không mà. Nè, tay em nó chai sừng luôn nè. Anh coi đi, anh coi đi. Cái tay nó chai luôn nè. Em nhớ anh lắm mà người ta không có cho về. Nhớ tôi làm chi à? Cái thời gian mà nhớ tôi á, thì để nhớ con đi, để vô thăm con đi. Nhớ tôi làm gì? Em nhớ mấy cái lúc ở nhà á, mấy công chuyện nặng nhọc gì á là chồng dành chồng làm hết. Ở bên đó con từng mình em à. Em nhớ mẹ, em nhớ chồng, em khổ tâm lắm chứ bộ. Thôi, cũng đã về đây rồi, tôi dặn là nhớ đó, đừng có nói cái chuyện nợ nần ai biết hết. Thứ nhất là mẹ đó, mẹ biết rồi, cái mẹ buồn, mẹ sốc, mẹ xỉu không có tốt đâu. Đúng rồi, phải giấu mẹ chứ, đâu có cho mẹ biết được. Chồng nói vậy là chồng tha thứ cho em rồi phải không? Được rồi, em sẽ ra khách sạn, em đem hành lý về liền, cho gia đình mình vui nha chồng nha, đợi em nha. Anh hai, ăn dưa hấu đi, ngọt lắm anh hai. Ăn muốn gì vô cô ơi. Anh hai ơi, nghĩ đi thì cũng tốt, có gì đâu anh hai. Thằng Nhân sau khi cưới vợ thì nó được hưởng nguyên cái bệnh viện vậy. Mai mốt mình có chuyện gì vô bệnh viện nhờ giả cũng dễ. Tôi không ham, có tốt lành gì đâu. Anh phải nghĩ tích cực lên chứ. Nói chung mà tại vì thằng Nhân nó cũng giỏi giang cho nên ta mới quý trọng nó.
mà con vợ nó đó, trời ơi cũng đẹp gái quá, hai đứa xứng đôi ghê, ai còn muốn gì nữa. Ủa Lợi, hôm nay con buôn bán về sớm vậy nè? Dạ thưa cậu, thưa mẹ. Cái gì vậy? Có người mới đáp máy bay xuống muốn gặp cậu với mẹ đó. Ai vậy? Dạ thưa cậu, thưa mẹ, con mới về. Quà hả con? Dạ, cậu khỏe hả cậu? Cậu lúc nào cũng khỏe. Ủa sao con về đây? Dạ thưa mẹ, tại con sợ vợ con ở bên đó đó, thêm thời gian nữa rồi vợ con sẽ bị trầm cảm tự kỷ, thành ra con lo, con mới điện vợ con rồi về đây gấp. Dạ, để có gia đình cho nó vui. Dạ, vợ con nhớ mẹ lắm á. Dạ. Con xin lỗi mẹ với cậu là con không có báo trước. Dạ, chuyện là vậy đó mẹ. Để đây nè. Rồi, xong rồi ha. Rồi, cảm ơn hai cậu nha. Sao cô lại cho đổi bàn ăn vậy? Tại cô thấy bộ bàn ăn cũ nhà mình hơi nhỏ, với lại sắp tới nhà mình cũng đông, nên đổi bộ này sẽ hợp hơn. Còn nhanh hơn mình tưởng tượng. Con thấy đẹp không? Hôm nay cô có kêu thợ tới sửa đồ nội thất trong nhà. Con có cần sửa gì không? Nói cô kêu họ làm luôn. Không cần đâu cô, cứ để như cũ là đẹp nhất. Ok. Anh dậy rồi hả? Ừ. Ngủ không được sao dậy sớm vậy? Dạ được. Tối qua con ngủ đâu? Ủa, Kha có bạn gái rồi hả? Dạ không, tối hôm qua con đi công chuyện về trễ. Con không phải là dạng người tùy tiện ngủ nhà người khác. Anh à, anh muốn ăn sáng gì? Em làm cho. Trứng ốp la đi. Khang à, con... Alo. Alo, tôi Tâm, trung tâm môi giới bất động sản Phát Đạt nghe. Chào anh Tâm. Tôi đang cần tìm một căn hộ rất gấp. Tôi muốn một căn chung cư cho một người ở. Một căn ở đây nè thì cỡ nhiêu tiền? Dạ, căn này khoảng 2 tỷ ạ. Chị xem thử đi. Căn này view rất là đẹp, ngay bên bờ sông Sài Gòn. 2 tỷ lần hả? Dạ. Làm gì sao đẩy con dữ vậy? Trời ơi, sao gan vậy dám về đây? Con ở ngoài có tuần lễ nay rồi, con mệt lắm á. Mẹ cho con về nhà đi, con ngủ một giấc cho nó đã coi. Về đây rủ chồng con đã biết thì sao? Anh biết rồi mà. Cái gì? Mẹ có sao không? Mẹ bình tĩnh đi, ngồi đây nè. Coi chừng huyết áp lên đi giờ. Thằng Lợi nó biết rồi hả? Dạ. Rồi giờ tính sao? Ủa đâu có sao đâu mẹ. Ảnh còn dặn con á nha, là đừng có cho mẹ biết để mẹ lo. Đó mẹ thấy không, qua chuyện này mới thấy á, ổng còn thương con lắm, không sao đâu. Ổng thương con nên ổng mới lo cho mẹ đó. Trời đất ơi, thiệt tình. Nè mẹ, chuyện con cờ bạc á, mẹ đừng nói cho ai biết nha, xấu hổ lắm á. Trời ơi, không biết mấy người có phải là con của tôi không nữa, lúc nào cũng làm cho tôi lo lắng. Biết bao giờ con mới nên người hả Hòa? Hộ chung cư tầm trung thôi mà làm cái gì mà nhiều tiền dữ vậy? Làm như là tôi đi làm tôi kiếm được nhiều tiền lắm vậy đó. Cả đời cũng không mua được căn nhà nào. Chào anh. Cô không cần được cười cái nụ cười thư ký đó với tôi đâu. Bộ mày tính chuyện này mày giấu mẹ mày luôn hả? Dạ. Thì con cũng sẽ cố gắng tự giải quyết. Đó không phải là số tiền nhỏ đâu nha.
Dạ con biết, nhưng mà con cũng sẽ tìm mọi cách để giải quyết. Cậu hai đừng có lo cho con. Thôi dì ráng đi nha. Chú Heo ơi, lấy bánh mì chú Heo ơi. Ừ, ra liền. Ồ, sao con không có tới nữa hả chú? Công việc ở đây là như vậy đấy, lúc thì đông người thuê, lúc thì không có ai. Cần gì thì chú gọi con, đừng buồn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Công việc tốt vậy mà để cho người khác làm, thiệt tình tiếc quá à. Tiếc gì? Anh Bách. Em tiếc cho trái tim chân thành của anh ngày hôm qua bị bỏ rơi đúng không? Không sao, em có thể lượm lại và sửa ấm nó một lần nữa. Anh bị bệnh hả? Đúng rồi, anh đang bị bệnh nè, đầu nóng hổi luôn nè. Nóng thiệt á, anh đang bệnh rồi. Đó, lúc anh nói thật thì không tin đâu. Người đàn ông em yêu có những giây phút yếu đuối đến không ngờ. Em chưa nghe hả? Ai yêu đương gì anh? Hay là em thử đi, bảo đảm không hối hận đâu. Anh vừa đẹp trai, vừa chân thành, vừa tâm lý, không có như ai kia cọc cằn bóp chát. Nhưng mà giờ em thích người cọc cằn bóp chát đó. Hay là nửa gu ta? Anh thôi đi nha. Nè, anh nóng quá rồi đó. Hay là đi khám đi. Em đi bệnh viện với anh đi. Anh lớn chừng này tuổi rồi, bộ không đi khám mình được hả? Vậy thì để anh lấy cho em, rồi hai đứa mình đi bệnh viện chung nha. Né né. Em có giỡn đâu nha. Vậy thì em chữa bệnh cho anh đi. Để im tay của em trên đây một phút. Anh sớm quá đi à. Em nổ hết da gà rồi nè. Mới 10 giây à. Mới đây mà hết 1 phút rồi hả? Hết rồi. Chờ thêm 1 phút đi. Không có được. Với kiểu chán ngắt như mày, làm sao hấp dẫn Linh Giang được? Mày thôi cái kiểu khoe mẽ của mày đi. Mày về chơi với những con nhỏ mà mày hay chơi. Đừng có chọc ghẹo Linh Giang nữa. Sao mày biết là tao chưa chọc? Mày không thấy tao thật lòng với cổ à? Hẳn là mày thật lòng đó. Cho nên mày hãy cẩn thận đi. Nếu mày làm gì sai thì cơ hội sẽ là của tao đó. Vậy ta? Mà anh nóng vậy, không đi bệnh viện có sao không? Đến cái dáng bẽn lẽn cũng chết người thiệt. Sao mà đáng yêu vậy trời? Làm lại, lấy về làm lại hết cho tôi. Em thấy bạn này cũng ổn rồi mà anh. Tụi em đã sửa hết theo những gì anh nói rồi. Cô có chắc là cô đã sửa tốt nhất chưa? Em thấy cũng đâu cần phải sửa thêm nữa đâu à. Nếu như không cần phải sửa thì ngày mai cậu không cần tới công ty này nữa. Ở nhà luôn đi, để cho tôi sửa. Dạ, để em sửa xong sớm. Còn đứng đó làm gì nữa?
Chắc bữa nay giám đốc hơi khó chịu trong người, tụi em cứ đem về làm đi, 3 ngày sau quay lại. Cô nói gì đó? Tôi chưa có bị điếc đâu. Anh có thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút được nữa không? Chủ tịch luôn nhỏ nhẹ, luôn quan tâm tới cấp dưới, cho nên công ty có rất nhiều nhân viên trung thành với công ty và dốc hết sức lực cho công ty. Hơn nữa họ là những người nhân viên rất có năng lực, anh có thể nào tôn trọng họ được không? Nếu muốn tôi tôn trọng họ, nói họ làm việc cho đàng hoàng trước đi. Bởi vì bị tay vũa sau lưng hoài. Còn cô đang rủ trước mặt tôi đó. Chị xuống liền. Ai kiếm chị hả? Dạ, chị đó đứng bên kia kìa chị. Tôi là Thảo đây. Chị Thảo. Cô là... Dạ, em là anh Thư. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không chị? Anh Thư. À, tôi biết cô rồi. Tôi có nghe về chuyện đám cưới, cũng khá là bất ngờ. Cô đến đây gặp tôi có chuyện gì không? Dạ, em cũng đính tới để gặp gia đình trước, nhưng mà anh Nhân anh nói là không cần, cho nên... Vậy cô tới gặp tôi để làm gì? Tại vì chị là chị hai ở trong nhà, cho nên em nghĩ là phải lấy lòng chị trước. Nếu vậy thì tôi nghĩ là cô đi sai trình tự rồi. Dạ. Nếu như thật sự cô muốn chào hỏi thì cô nên qua nhà và chào hỏi người lớn, chứ không phải là tôi. Thì em cũng định làm như vậy, nhưng mà anh Nhân anh nói là không có cần. Vậy sao không làm theo lời Nhân? Em thấy như vậy thì nó hơi... Hơi sao? Tóm lại là cô muốn chào hay không chào? Nếu thật sự cô muốn chào thì cô phải qua nhà chào ba tôi kìa, chứ không phải là chào tôi. Tôi hiểu rồi. Cô muốn chào tôi trước để cho có đồng minh đúng không? Thật là mắc cười luôn á. Cô nghĩ sao mà ba chồng cô không chào, cô đi qua cô chào chị chồng vậy? Lần đầu tiên mới gặp nhau à? Mà chị nói chuyện với em như vậy có bị hơi quá không chị? Tôi đang cố gắng nói chuyện rất đàng hoàng lịch sự với cô rồi. Nhưng mà em chỉ muốn là... Tôi bận lắm. Còn chuyện gì để nói không? Thôi em nghĩ bây giờ mình nên nói thẳng vấn đề với nhau đi. Hình như là chị đang bực bội chuyện gì đúng không? Hay là chị bực á vì em với anh Nhân làm đám cưới trước chị? Em có nghe anh Nhân nói á, chị là chị hai ở trong nhà, mà nếu mà làm đám cưới trước chị á thì tụi em cũng đâu có gì sai đâu. Cô không hiểu những lời tôi nói, hay cô có cái tính hay suy diễn cái lời người khác theo cái ý của mình vậy? Bây giờ thì em mới hiểu tại sao anh Nhân ảnh nói là không cần gặp những người trong gia đình của ảnh á. Dạ em nghe nè chị. Nhân! Tại sao cái chuyện đám cưới của mày mà mày cứ làm cho chị nhức đầu hoài vậy? Có chuyện gì vậy chị? Đi mà hỏi cái người mày sắp cưới á. Nhưng mà... Alo. Alo. Ủa? Chị. Chị. Chị hai gì mà kỳ vậy trời? Đúng là cái bà già khó tính hàng gì vậy, bây giờ vẫn còn ế. Ủa mẹ, giờ làm sao vậy mẹ? Cái con nhỏ đó đó, cái kiểu đó nói chuyện giống như là gia đình mình không có giáo dục vậy đó. Con mệt thiệt luôn á. Anh Nhân gọi con nè mẹ, bây giờ con nghe điện thoại ha. Alo. Dạ, cho gặp anh Thư đi ạ. Tôi đang ngồi với nó nè. Dạ. Nó tới nó gặp chị cậu rồi. Dạ, nó đã nhận được một sự sỉ nhục rất là lớn. Dạ, cô nói sao ạ? Sao chị con lại... Bây giờ á, tôi nói cho cậu biết để tránh sự hiểu lầm. Nhà tôi không phải là thứ không biết lễ nghĩa giống như chị cậu nói. Tôi sẽ cho con gái tôi đến ra mắt gia đình cậu. Mẹ, chúng ta sẽ thực hiện những nghi thức và nghi lễ đầy đủ vào. Dạ. Mẹ, con phải tới đó thiệt hả? Ừ.
Cái gì nữa vậy? Chị nói gì với gia đình bên đó về nghi thức lễ giáo hả chị? Nè, nó nói với em hổng đầu hổng đuôi, nó chỉ nói với em khúc giữa thôi. Ê, nó nghe nè, hình như cái người mà em sắp cưới nó không có được bình thường đúng không? Chị bị sao vậy? Chị đâu nói chuyện gì đâu không à? Em không hiểu gì hết á. Em có biết nó nói gì với chị không mà em nói như vậy? Chưa có nghe đầu nghe đuôi gì hết mà đã binh nó chậm chạp rồi. Em không binh ai hết á, nhưng chị đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa được không? Tôi nói cho mấy người nghe nha, tôi không cần biết cái người mà mấy người sắp cưới là ai, nhưng chưa gì hết trơn mà đã binh người ta chậm chạp là tôi thấy không ổn rồi đó. Thôi em cúp máy đây, em mệt quá. Nè, sao không đi kiếm một cái người nào đó đàng hoàng mà cưới đi. Ê, trời ơi, tôi điên với cái thằng này mất thôi. Alo, Khánh Linh bên phòng hành chánh nhân sự em. Ờ, nếu mà chiều nay á có gì quan trọng thì hãy gọi anh nha, anh xin off 2 tiếng. Ừ. Chưa đã nư á, còn muốn ăn thêm tô nữa mà sợ nứt bụng á. Ôi, con gái con đứa thì ăn từ từ, ăn mà vậy gấp gáp để mắc nghẹn sao? Bưng húp gì đó, thèm lắm á con. Ăn thì xuống dưới bếp lấy thêm ăn kìa. Lâu lắm rồi con mới được ăn ngon vậy đó. Mẹ nấu ăn là số 1 mà. Mẹ. Cái gì á? Mẹ đâu ạ? Đem ra ngoài với cậu hai chồng con. Mẹ cứ ở chơi đi, mấy cái chuyện này á mẹ để con làm cho. Trời ơi, sao móc vậy, có cái nĩa sao không lấy? Ăn nhà cho nó lẹ, ngọt ghê mẹ. Sao nó ăn uống tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy trời? Ây, sao mà bất an quá vậy ta? Đáng lý ra đừng để cho con nhỏ đi một mình. Ai biểu bà cho nó đi, giờ còn than cái gì nữa? Bởi vì người nghèo thường hay bài vẽ lắm. Thì thằng Nhân nó nói không cần chào hỏi rồi, tự bà cho nó đi chứ có ai bắt đâu. Đã vậy còn lôi bà chị chồng tương lai vô nữa. Mà tôi thấy cái chuyện này á, cái người gây phiền phức á, đó là bà chứ không ai khác. Phải rồi, tôi là vậy đó, phiền phức thiếu hiểu biết, được chưa? Thôi bà lại nữa rồi. Tôi thấy con Anh Thư nó đã lớn rồi, nó đủ sự khôn ngoan để phân biệt chuyện đúng sai. Nhà anh Nhân ở đây hả? Dạ đúng rồi cô, nhà bác sĩ Nhân ở trong khu này hả cô? Sao đường đi vô nhà anh Nhân ngoằn ngoèo mà phức tạp quá vậy? Đây, rau tươi luôn. Mấy anh hôm nay không có bán gì hết trơn trời á. Giỡn mặt với tôi nè, không bán tại sao có người ăn ở đâu kia? Không có, tại vì tôi hay làm từ thiện lắm, người ta tự động muốn vô ăn lấy ăn rồi ăn xong rồi đi về. Về đi Thôi dẫn mà đi. Thiệt mà, mấy anh đi hôm nay không có bán đâu. Thôi về tôi đóng cửa. Chị Hoa chồng chị bị người ta ăn hiếp kìa. Trời ơi, ai mà ăn hiếp ổng em. Vợ muốn ra vô đi ra đây chi vậy? Tránh ra. Làm cái gì mà nắm tay nắm chân chồng tôi vậy hả? Mấy anh là ai? Còn mày là ai dám tới đây để? Anh Bảy, xem ra vẫn còn đủ sức để phục vụ đồ ăn cho chồng đấy nhỉ. Anh Bảy, ăn miếng dưa hấu cho mát ruột. Tại sao anh nói là anh không gặp cô ta? Anh định giỡn mặt với tôi đấy à? Ủa, cô nói không? Đúng rồi, đâu gặp đâu. Mới gặp tôi thì mới quay lại là gặp tôi thì lâu lắm rồi không gặp. Dạ đúng rồi đó anh Bảy, là vợ chồng mà không có gặp mặt nhau luôn á. Bây giờ là lần gặp mặt đầu tiên luôn á. Gặp xong rồi đi liền nè. Đi đâu? Vô đi em. Anh nhẹ tay, phụ nữ sợ đau lắm. Anh ký vào đây. Ký vào đây. Ký gì này? Đơn xác nhận là 1.2 tỷ mà vợ anh đã ký, hiểu chưa? Giờ không ký được không? Không ký đúng không? Để vài tháng nữa đi ký. Ký hay là muốn tôi san bằng cái quán này? Nè,
nè, vừa phải cho nha. Làm cái gì mà sang bằng quán hả? Làm cái gì mà sao hàng quán thấy tôi hiền quá hả? Thiếu đạo thôi mà làm cái gì tới đây? Ăn hiếp chồng tôi hả? Cho mày chết nè. Mày biết tao là ai không hả? Biết tao là ai mà dám đi phá quán? Biết không? Chưa nghe ra tao đúng không hả? Thôi cái gì? Thôi mà tránh ra. Tránh ra không? Nè vậy quá. Ôi em, ai là người ôm tiền bỏ trốn mà giờ bà còn la làng nữa hả? Thì đúng rồi. Người ta thiếu nợ, từ từ người ta trả. Có giật luôn đâu. Làm cái gì mà sang bằng quán của ta hả? Chưa nghe danh tôi. Thôi, nếu biết thương chồng thì lúc trước đừng có bày đặt cờ bạc, hiểu chưa? Thôi, để từ từ. Cái gì? Cờ bạc nữa hả? Biển Ngọc, có Biển Ngọc hả? Biết rồi. Đi ra. Lợi à, từ từ nè. Lợi, đó là ba của anh bác sĩ Nhân á. Chuyện gì từ từ con. Ba của anh Nhân á hả? Đúng rồi con. Nè, từ từ. Có chuyện gì từ từ nói. Dạ cậu, không có chuyện gì đâu, cậu vô nhà nghỉ ngơi đi. Dạ không có gì hết cậu, không có đâu. Dạ. Chị đó mới kêu ba anh Nhân bằng cậu đúng không? Tụi bay là cái đồ cho dây nặng lãi, mất tính người, giết người không giao. Biết. Này mà Thiên, mà thôi đi không? Thôi đó nè, đừng có ồn ào nữa, cái gì từ từ mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi ha. Trời, không phải là tôi đang mơ chứ? Cái này là thiệt hả cô? Không có mơ đâu cô. Đúng rồi, thôi giờ mình ngồi xuống mình nói chuyện đi mấy anh. Từ từ, cái gì mà rần rần vậy? Thôi được rồi, khi nào thì bà chị chịu trả 1.3 tỷ cho chúng tôi đây. Nè, biết chữ không? Biết đọc số không? Mở giấy tờ ra coi, 1.2 tỷ, ở đâu ra 1.3 tỷ hả? Bà ngây thơ chưa kìa, như vậy người ta gọi là vay nặng lãi, bà hiểu chưa? Lãi mẹ đẻ lãi con. Nè, đẻ gì mà đẻ lắm vậy hả? Mới có mấy ngày mà đẻ thêm 100 triệu là sao? Đúng rồi, lãi gì nhiều dữ vậy chú? Tôi bây giờ vậy nè, để tụi tôi sẽ cố gắng là trả vốn cho mấy anh ha, rồi tìm cái phương án rồi đó dễ nhất, từ từ tôi sẽ gửi luôn. Một là trả tiền, hai là tôi sẽ san bằng cái quán này, hiểu chưa? Nè, không được phá quán chồng tôi nha. Nè, Đi ra cái gì mà ra, cậu có sao không cậu? Nè, tụi mày làm cái gì vậy hả? Cậu có sao không cậu? Cậu chết rồi. Cậu ba, có sao không cậu? Ba có sao không ba? Cậu có sao không cậu? Đồ mất dạy, tụi mày dám đánh ba tao hả? Tụi mày chết chắc rồi. Ai vậy? Đó là em trai của bác sĩ Nhân. Em trai của anh Nhân hả? Đúng rồi con. Sao nhìn giống côn đồ vậy? Mày cho mày chết nè. Thôi ba, sao không cậu? Ba, sao không ba? Ba, con chào bác. Ngày gì ba con già cái đồng khoái đánh lộn với mấy đứa mà đâu đường xó chợ để bây giờ bị thương tích vậy đó hả? Ba con hiền muốn chết mà đánh lộn gì cô ơi, ba con chỉ vô can thôi. Mà cái ba cái tụi âm binh cô hồn các đảng này tới khu này làm gì vậy trời? Kiếm ai? Kiếm ông Lợi chứ kiếm ai nữa cô. Thôi để con đem lên cho ba cho. Kiếm thằng Lợi hả? Chết cha. Ngay từ đầu như này thì có đỡ phải mất thời gian của cả hai không? Dạ. Tôi xin lỗi mấy anh. Thôi được rồi, thôi đi tụi bay. Ủa sao mẹ ra đây vậy? Mẹ ở trong nhà nghe ồn ào quá, mẹ chạy ra đánh lộn lạo gì phải không con? Mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết rồi mẹ. Mấy người đó là ai vậy con? Thôi mẹ cũng đừng có quan tâm, con giải quyết xong hết rồi mẹ. Mà cậu sao rồi mẹ? Con quà đang lo cho cậu con trọng. Chắc con nghĩ là phải đưa cậu đi bệnh viện á. Mẹ chờ chút nha, con dọn dẹp hết này là cái đưa cậu đi bệnh viện nha mẹ.
sao không cậu? Ừ, cũng đỡ rồi. Cậu ráng chịu chút nha. Con nghe người ta chỉ á, mình chườm nóng xong cái mình chườm lạnh lại á, nó hiệu quả hơn. Ráng chút nha cậu. Ba, hay là đi viện kiểm tra đi, cho chắc. Anh Nghĩa nói đúng rồi, hay là cậu leo lưng đi, con cõng cậu đi ra xe ha. Không sao đâu, tao thấy nó bớt nhiều lắm rồi. Dạ. Cũng bớt bớt rồi đó cậu. Anh chạy ra nhà thuốc á, mua giùm em chai dầu nóng nha. À, để anh đi liền. Thôi, để tôi đi cho. À, anh đi. Anh. Bộ cậu Nghĩa từ lúc ra trường đến giờ chưa có xin được việc làm luôn hả? Có. Mấy năm rồi đó. Có chứ không có. Đi xin làm thêm rồi. Ủa mà đúng ra giờ này phải đi làm chứ sao lòng vòng đây. Hay là chắc bị đuổi rồi. Ừ, thất nghiệp nữa rồi. Ây da, đau quá. Đau hả cậu? Đau. Chết rồi, đau quá nè. Trời ơi, đừng nói là cậu bị gãy xương nha. Hả? Trời ơi, gãy xương là bán thân bất toại á, làm thực vật cả đời luôn đó. Bị quá. Đau chỗ nào cậu? Con coi cho cậu. Ở đây hả cậu? Dạ. Nhẹ thôi. Anh tính dọn ra ngoài thiệt hả? Đó không phải là chuyện của cô. Nghe nói đó, là con gái một của viện trưởng chỗ bệnh viện anh Nhân làm á. Trời ơi, vậy là ông Nhân là chuột xa hũ nếp rồi. Còn hơn nữa. Trời ơi, lỡ mà có hai bác mà có bề vị hả, là gia tài anh Nhân ôm hết luôn. Vô không có chia năm xẻ bảy đâu. Thôi đi, tụi bây làm sao tao thấy nhục quá. Lạnh Samsung Twin Cooling Plus, hai dạng lạnh độc lập linh hoạt chuyển đổi trọn vị tươi ngon. Bố là tất cả, bố ơi, bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả, bố ơi, bố.